Hội Bạn Người Cùi và các anh chị em nghệ sĩ sẽ tổ chức một buổi đại nhạc hội gây quỹ giúp các bệnh nhân phong cùi vào lúc 1 giờ trưa Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2009, tại hội trường Valley High School, thành phố Santa Ana. Chương trình đại nhạc hội gồm các tiết mục ca, vũ, nhạc kịch, vọng cổ, đặc biệt có sự xuất hiện của ban kịch sống Túy Hồng. Trân trọng kính mời quý đồng hương bớt chút thì giờ tới tham dự. Giá vé đồng hạng $25, có bán tại nhà sách Tú Quỳnh, nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thanh Sơn Tu Phu, ABC Copy, Chí Tâm Production và trong Phước Lộc Thọ tiệm vàng Mai Ly. Mọi liên lạc xin gọi 714-785-7950 hoặc 714-487-2548.